làm món mới. Chào cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Trang Nhã Cùng Với. Chào cả nhà. Tát hôm nay quá trời mưa luôn rồi, mà cô chú ơi, ngày hôm qua thì gì cũng gì đó, có soi một máy soi mắt da. Hôm nay là soi mắt đậu xanh nha cả nhà. Này nhìn hấp dẫn lắm, nhưng mà mấy cô cứ ngỡ là soi không à? Chữ soi giò. Dạ. Ui trước nha. Bây giờ là gì chị ó với bảy trẻ bán buổi sáng nha. Bữa nay đổi bến rồi nha. Quá rồi, trước. Ôi, nó gắt lại kiểu luôn cả nhà ơi. Ủa mà không được, để bên này cho nó. Để ngày quá học bên đây đi. Ừ. Nó dẻo, nó gáo rồi nó ngon nữa nè. Cái này chế mới nha cả nhà. Soi bắp mà đã đậu xanh. Nãy giờ nó thành đậu xanh có nước nữa mọi người ngon nữa. Soi bắp chị đẹp ơi. Này. Chị hai gói đi, hai gói dạ. Dạ hai gói luôn nha anh chị. Hai gấu hả? Hai gấu rồi. Ba gấu. Gấu chú đỉnh này vừa nhiều. Con trâu. Quá dẻo rồi. Để con gấu riêng cho con trâu đó. Ừ. Hai gấu này chung đi. Cho đỉnh đi. Đây có để riêng không? Có để ai riêng không? Muốn riêng nhìn để riêng. Hộp chưa vào trong báo ăn. Dạ, chị ăn liền. Có đồ riêng dạ. Ủa mình không có đem một nhỏ đi vậy sao? Nghiêng ở chút lên lấy, bán người ta trước đi cái này đây. Đưa cho bạn đi. Lỡ bớt là bị đắt tí xíu. Cảm ơn người nha, còn chút nó nghiêng ấy sao ha. Dạ. Cảm ơn chị. Hả? Nè. Con mắt sâu, sâu, cái sâu kìa. Cô em cái gì? Cô em hỏi lại học. Cảm ơn cô nha nè. Đây. Hả? Muỗng. Đấy có nè. Ừ. Có muỗng đồ mà. Kìa, nằm bán cho chú nữa kìa. Dạ. À, khỏi bỏ bọc. Bỏ bọc nữa. Ăn cho cũng cầm để muỗng vô đây. Đây. Quá chờ cái đám mưa này luôn rồi. Đen. Mình họp, mình lên chợ, mình họp chợ đi. Đến đây. Trời ơi, biết có lên đồ tới chợ không? Là hết rồi hả? Dạ. Dạ. Ngàn thôi. Ngàn luôn. Mình trả tiền hai gói nãy. Đây hai gói. Bỏ vô, còn gói đỉnh là chưa lấy tiền. Đó, hay chưa? Quá thôi thì đem hỏi đi đâu. Dạ. Chào ơi, hai gói phải không? Rồi đưa hai gói của anh này đôi. Không đổi, chưa ăn. Toàn đem vào đó. Vào đi bà đâu. Ừ. Vào đi rồi. Tôi đi cho anh nó thăm buổi sáng. Bỏ vừa chưa? Qua. Thấy chưa? Tôi dọn, tôi thoáng ngang liền. Có nhờ cái vụ dừa. Rồi hộp này đựng riêng đi. Đỉnh. Đỉnh của cô Châu nữa mấy hộp. Hai hộp hả? Hai người đó hả? Ờ, hai người, hai hộp. Sẵn. Nãy lên tới đây, chị ông hay có vàng gì dưới là lấy xe. Hai tao tính đi bộ, lấy đồ dừa này tùm lum á. Chưa để đâu giờ. Ghê quá, ở chị nghe quá không hiền, coi có ai ăn không, cứ bơ luôn nghe vậy. Quá không hiền, nãy hỏi đó. Có ăn không, nãy cứ bơ luôn. Đi Nhí ơi. Rồi chị đẩy đi giao hàng nữa nghe cái gì. Thiếu thiếu. Đi Nhí ơi. Bà ba, ba gói hả bà ba? Trong quán hai gói như kìa. Dạ. Bà ba đó ngàn. Ngàn gói nha. Ngàn gói hả? Trời ơi. Ngàn gói rồi sao? Sao mâm xô con có đủ bà ba? Có cái muỗng vô chưa? Chưa chị. 1.000 gói bà ba, 1.000 gói.
Bà ba ba gói phải không? Bà ba kia ngàn gói phải không? Cái món này á, hầu như là ở đây ăn cũng rất thích kiếm. Sáng rồi ăn. Nói chứ trời mưa chứ bán đắt lắm đó nghe. Sáng người ta không đi chợ. Ngồi ở nhà mắc mưa ngồi ở nhà. Đây cái này giao cho bà ba. Bà ba. Bà ba bự. Cảm ơn bà ba. Làm thôi 35. Dạ, chuyện nhỏ bà ba ơi. Chuyện nhỏ. Vàng giờ bán đầy dãy hết bà ba ơi. Để đếm tiền thối nha. Ba chục, ba chục, bốn. Sao bắp này chị Phượng ơi? Sáu chục, bảy chục. Dạ. Phải đi rửa củ cải. Dạ. Đây, 35 ngàn. Ba chờ con xíu nha bà. Trời ơi, làm gì mà. Trời ơi. Ơ vậy? Đây chị. Đây chị. Cảm ơn hai cô. Dạ. Dạ. Dạ sao bắt? Dạ. Gói. Hai gói đó. Rồi bà ba trả hai người hai gói. Dạ. Chị đây có đi làm không anh Năm? Có làm không? Có về sớm thì chị ra nha. Dạ. Trong quán hai gói. Năm uống chó đi Năm ơi. Để ra đường chó đấy. Để ra đường chó đấy. Để ra đường chó đấy. Xôi nè, quay lại. Sao bắp này chị đẹp. Sao bắp bây giờ, bà không muốn tiếp em chị chân hay không hả? Ừ. Sao bắp. Cái này mình là khó khăn. Thể hiện. Đừng đâu có nhiêu đâu chị Năm. Mấy hai mẹ cũng vô. Đi vào quanh đây cái. Bà quán, bà quán. Thôi. Không mua đâu. Hai mua hai gói xôi. Hai. Mời này. Mua cho cô này trước đi. Dạ dạ. Dạ chị. 5 ngàn rồi chị. Được bữa nay con chế đậu xanh đó bà ba. Bà ba thấy sao? Chế món món mới. Hồi tối mẹ con nói. Rồi đây đưa trước luôn phải không? Đây đưa trước cho đi luôn phải không? Đây thối 5 ngàn luôn. Cảm ơn nha chị. Dạ gần nửa mâm rồi bà ba. Ủa quên đưa muỗng cho chị hả ta? Có muỗng chưa, đưa chị đi. Nè nè. Ơi, chị quên đưa muỗng. Thì họ hồi không có muỗng ăn. Chị Năm hai gói hả? Chị đổ xăng cái xe cũng dùng đó. Vậy hả? Hư khóc. Điện không được, điện tôi không được, điện ổng không được. Rồi sao? Bị vụt tay ra chạy không được. Không qua, không vào, đẩy không được. Đây, chị Năm. Xăng cho nó đi xe nào. Rồi, cảm ơn chị Năm. Mơ mất Năm luôn nghe. Còn ai nữa? Còn hết rồi hả? Ừ. Còn ai nữa không? Không. Dít một hồi con chớm quá, ngồi dít hoài luôn. Dít nào hết luôn, giờ mình đi la dài nữa. Để dài dài lên. Mình để là mẫu ra đây. Dạ.
Rồi con cảm ơn hai bà ba nhiều nha. Gói nữa đi. Gói nữa đi. Dạ. Ở quên gói đường kia cho chị tiền nữa kìa. Gói này cho bà ba đi. Cho bà ba đi. Gói đường kia. Hai gói nữa hả bà ba? Vừa đường kia hai gói luôn ha. Rồi chị trả lại chị. Cái này của bà ba này. Bà ba ngon rồi chú ơi. À để sẽ cua đúng không? Bà ba kia riêng, bà ba này riêng. Lá cừ. Hồi sáng là bao cho con gái rồi, bây giờ phải mua cho con trai để phân bì. Đường riêng gió rồi đấy, muốn nhiều đường đây đi. Vô đây luôn hả? Sao bắp nè hai? Mới nha. Mới rồi mà. Dạ rồi chị. Cái này bắp khác nè. Bắp khác rồi. Bình thường tôi nhỏ rồi, không chịu nói đứa 6 ngàn, đứa 4 ngàn không được nữa. Để cho ngay mới được. Em bắt vậy thôi. Ủa đấy, em để vừa rồi. Để vừa rồi hả? Thì bỏ. Chị đi riêng đi, chưa về ông ba nha. Dạ. Ủa bà ba hai gói riêng đó, để riêng nha. Để hai gói đường dừa riêng ba trời ăn lời phải không? Thôi đi về đây trả mất công hai triệu đây các bạn. Chưa có bạn nhỏ chưa thấy cầm gì ăn. Dạ. Đi tao mua cho chị Tâm nữa nè. Ở đây nghe này khúc đuôi mình ha, nghèo ai nó cũng than nghèo khổ luôn mà bán gì cũng đắt chứ. Mình phải ăn mới có sức lao động chứ gì Phượng. Ờ bốc sáu khỏe chưa chị? Nó nghe là cái này có bỏ hay ấy không? Khỏe hả? Khỏe không quay đâu rồi bật đây này bật bỏ đây. Dạ rồi đây con làm riêng nè. Đúng rồi. Mình dân lao động không mở không ăn rồi làm sao? Dạ. À, mấy người bán thì phải bán rẻ nữa mới phải á. Trời bán rẻ lắm luôn rồi đó. Nó quẹt hoài, nó quẹt cũng cầm cho nó có 5 ngàn nè. Chưa chị gặp bà ba sợ xuống móc chế 50 ngàn mua bắp ăn bậy hết rồi. Bà ba ăn bậy thôi nghe bà ba. Ăn bậy thôi. Nhưng mà bà ba con lấy đường bà ba ơi. 40 ngàn. Dạ rồi. Cái này là đường tờ đối là 4 tờ. Con mới nói nè, cái bà năm nói cho hả bán ông nậu nhưng ông nói sơ sơ cái mâm gì, ông nói mâm sâu quá má ơi mà không hoài. Ông kêu vợ bán cái cho con cho. Bán đấu nè. Dạ. Được bán thì ba. Mua thấy không ba, còn cho thì hai ba. Lấy ta cho quà. Đủ rồi phải không? Chưa, còn bọc nữa hả? Nên bạn hai gói mà. Trời ơi, bao nhiêu mua cho con trai yêu gấu. Cho trai yêu gấu. Chú Tâm. 4 gói nữa. Shipper giao 4 gói nữa. Cái này khác làm nhà hả? Dạ, làm nhà. Con là làm nhà không à, con tưởng căng ta. Tưởng căng nó làm cực khổ. Dạ. Có bắp nhà rồi làm. Bà ba đây. Ủng hộ bà ba kia chùm chùm chôm đi. Thôi, nè. Xong cái chuyện. Bọc 2 gói hả? Chỉnh chưa hết treo cái cửa luôn. Chùm. Nước mắt quá ha bà ba ha. Nhà bế luôn đi. Xôi bắp này mình ủng hộ lụm châm bà ba rồi đó, bấm mấy ủng hộ mình nhiều gói. Tìm vào 2 gói kia bị bà Tấn mà lấy rồi. Giờ trả lại hả? Trả lại. Xếp ngang liền thôi. Sao bắp nè chị? Kìa, bà mua rồi kìa. Bà giúp chú khác thân đi cho ma. Rồi giúp chú khác này cho nó đi đi. Dạ, cảm ơn chị nha. Cảm ơn. Dạ. Rồi mà ba lấy gói đó. Lấy gói này trả lại nè. Hả? Vô. Rồi hả? Bà ba nãy mua cho chị nó luôn. Mày mua giùm luôn đó hả? Dâu. Đó con dâu đó hả? Dâu bà ba đó hả? Dạ. Chị Thủy mua đó nha. 2 gói. Chị đâu có gửi cháu. Chị hai phải không? Chị hai á. Rồi ai nữa? Bọc nữa phải không? Gói thường đó. Ờ, 2 gói thường. Rồi bọc này 2 gói hả? Mấy ông quán à, ăn không? Quài má, quài á.
Giận thôi đó. Dạ sao giờ muốn quay đi giao không? Giao đi ra đâu quay. Giận gì á thì nói đi. Có đâu mà giục hoài. Để tao quay cho. Mày đi giao đi hả? Quên đằng kia gói nữa, quên trời trời, năm gói. À, ghé hỏi bác ba á, này lắm. Ừ, có 5.000 gói rồi, cả nhà mà mình ship tới chỗ luôn lỗ mẹ tiền xăng. Rồi, chưa cô Năm. Ủa, đưa bả chưa? Của cô Năm bị hước đó. Nè. Chưa hả? Dạ. Chưa, để đây. Rồi. Dạ, rồi, cảm ơn Năm. Của cô Châu luôn đó nha, của chị Châu luôn nha, cô Năm nữa cô đưa dùm nha. Ăn hết. Dạ, ăn hết luôn đây. À, con dao khác. Ăn hết luôn. Vậy hả? Đang dứt đi thêm, tờ nghe có người mua mừng muốn xỉu luôn á. Ủa sao giờ không mua đi mà để cho con về mới mua. Suy nghĩ coi còn suy nghĩ không? Ăn trước coi ăn ngon không? Ngon không đúng rồi, kìa bên đây. Rồi đủ rồi phải không? Nữa. Bỏ vô muỗng cho người ta đủ kìa. Nè, đây nè. Rồi bên đây gói chả nè hả? Gói này của người khác. Trời ơi. Hồi bảy hồi bả đi có bán bả ra đưa người đó. Người mở hàng bị mất tiêu. Quá yên. Vừa gặp vừa cái ship bỏ vô bọc đem bỏ vô giấu lại còn hơi nữa không rồi thôi đi về ghé rồi thôi coi coi ai hỏi nữa làm còn đơn. Nhiều nha dít làm sao hết vừa hết tổng phộng đi nha ơi em dít mà chị yên tâm chuẩn phải không rồi mình đi đi mình đi đi cảm ơn bà ba nghe đi thôi đẩy dài lên luôn cả nhà ơi ghé mới có một chạm một và mà nữa hơn nữa mong mà đến nha rồi cậu ba chín ơi ve lại ve lại ve lại ve lại khách hàng kêu là ve liền anh mua sâu chút rồi dạ. Ủa sao vậy bỏ quắc mình lại đẳng á mình ve lại rồi bả đi về đó. Ủa mình đẩy ngược lên rồi mình đẩy ngược xuống là sao? Mình ve ngược lại. Cái này quái quái nha. Có khách hàng kêu mình ve ngược lại. Bữa nay bà Út ba nghĩ ăn bắp. Bà đâu tiêu rồi, xôi bắp nè bà Út ơi. Bắp xôi không hết hai ơi. Ổng mới hại gói đó. Ai đi chợ không? Xôi bắp bầu ơi. Xôi bắp không bé bầu ơi, bé bầu. Mình ve lại. Rồi bây giờ lấy tiền. Mấy gói ông Chính ơi. Dạ. Đợi bá ra, đợi bá ra. Tiền hả? Không có tiền. Khổ ghê hả? Đủ quá. Bà ăn bắp. Bán mấy gói? Ba gói thôi chứ. Trời cha nè, bữa nay bữa nấy hết. Vậy mới vui mà chính đây. Không có gì sao vui. Dạ. Xôi bắp hai chị ơi. Muỗng hả chị? Có ba muỗng rồi đó chính. Rồi, rồi cảm ơn rồi. Chính luôn. Rồi cảm ơn bà Chính không chính luôn nha. Đi ra nhà là bé nhảy rồi, tao đóng cửa được. Đóng cửa rồi kêu là hết hồn phải vậy. Nữa không? Ba gói trời ơi đậu lại trời. Đậu lại đậu sao lại. Nè chú ơi. Đậu lại đậu lại đậu lại. Sao già một gói bắp ba, ba hai gói. Bởi vì bắp ba thích sao bắp này lắm. Ăn giống mời lớn rồi 80 ngàn.
Rồi cái bọc này hai gói đây, bọc một gói riêng phải không bảy? Dạ không thôi rồi. Dòng hơi khỏi quên mất tiêu. Đây cái này một gói đây. 7 giờ rồi đó. Đây gói đây. Sao già? Bữa nay á mới có 5 giờ sáng nha, mới vừa thức dậy ngồi dậy, ổng làm. Ồ. Cô bác đầm quan cà phê có ai ăn xôi bắp không? Có anh chàng đẹp trai đạp xe đạp có ăn xôi bắp không? 5.000 coi. Ồ. Dạ vậy ăn ba gói mặn gói đựng để vừa cho ông ba. Dạ dạ rồi bèn. Dạ rồi rồi giấy 200 luôn chị ơi. Nếp cẩm lá cẩm. Cảm ơn nghe cô Tư. Móc coi đủ tiền thối không? Rồi khỏi cần đi đâu nghe gao quá không? Không đủ rồi, một gói không để vừa. Cái này bên này ba gói ra làm hai có không? Chưa chờ con xíu cho gì mày. Không đủ đâu, lấy một tờ đi. Lấy một tờ đi. Một tờ nè, đi. Nè, gần nữa trả lại 100 nữa được rồi. Một tờ. 100. Mấy gói? Nè, tên hẻ trả lại 50. Hẻ trả lại 50 nữa là đủ. Đó đưa 150. Nữa là tôi đưa lại 50 nữa là đủ. Là chỉ còn thiếu 50 thôi. Để nữa chờ. Ba gói hả? Cái này ba gói nè. Ba gói. Này cho người ta. Ủa cái này bên này của Hồ Bảy hai gói. Chờ chị đi. Bả không có dừa. Một gói không dừa đúng không? Vậy là hai gói này, có dừa. 20. Ê chị. Dạ hai gói đó có dừa bình thường á chị. Còn khó. Còn hai gói này không dừa nè. Không dừa đây. Đây một gói không dừa. Đây gói không dừa đây. xíu hên quá. Nói mà bán xôi bắp. Em gái. Một hộp đi anh em. Một hộp em gái luôn. Anh ra anh hỏi chứ có bắp trái không có bao nha. Có rồi 3 tháng nữa đi mỗi nhiều cái độc địa. Cái này hộp riêng bỏ muỗng. Chú Ba Dê có mua bắp xôi ăn không? Cái này không có gan ăn được nè. Đừng nói không có gan cạp nữa nghe. Nói gà vô quá trời mà. Dít một hộp ăn ngán luôn. Đậu phộng lại bao nhiêu đó. Múc cho dữ. Em giúp là 7 cái gì đó, yên tâm rồi, đi. Thôi cuốn đừng có ấy lắm. Rồi cái bắt đầu chạy đi chỗ này, chạy đi chỗ kia, làm kiếm để vô. Hên lắm. Ngồi dâm tâm luôn. Không ngồi chỗ mà ngồi mưa mà. Không, em là phái lên xe đẩy à, sáng thể dục buổi sáng. Sắm được con ngựa mà chạy bằng cơm. Vui chỗ ăn buồn thôi. Con ngựa không chết. Có đâu, không cho nó ăn thì nó em ru nghĩ nó chuyện. Không nói chuyện thôi à, chứ không có chết. Nó đâu có chết. Nó không có nói chuyện. Thế nào con ngựa này cũng chết. Mình đi giao tiếp đây. Rồi ngựa đó đi giao đi. Nhà có 2 ngựa. Dựng xe xuống đem vô liền. Đem vô. Mình hợp với xe. Với xe đẩy. Mình đi hả? Mình xe đẩy dài dài lên luôn nghe cả nhà ơi. Trời ai điên phái đoàn đông vui dữ ghé lại ngựa gói cho hết luôn đi. Mấy chú ơi còn ai ăn xôi bắp nữa không? Để con đi là nghỉ đó nghe. Quận này nó hết luôn đó. Có ai mua không mua? Gói nữa hả bà? Còn 3 gói nữa để xích vô xích vô. Rồi. À, rồi. Giao liền. Rồi, cái khúc này mình đẩy lên đẩy xuống. Khúc này hoài luôn. Lấy hoài đi.
Đi chú ơi, bóp đi, sôi bóp, sôi bóp chú ơi. Ngón nè. Sôi bóp. Con hộp bán con hộp nha. Dạ. Rồi. Trước đi. Dạ. Hộp 5.000. Hộp 5.000 à chú. Đây nè, tới nè. Mấy chú, mấy chú đâu có ai ăn sôi bắp gì đó bụng không? Ủa cho ba trước kìa. Không, không, cho chú trước đi, lặn chú đi. Ba đây mà. Dạ. Bà ba là mối của mình nè. Không thẳng từ từ phải không? Bà ba lúc nào cũng ưu tiên. Rồi, cho chú đi lặn luôn. Rồi, đây. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, cho gửi luôn, cảm ơn chú. Bánh bao chi? Bánh cầm cái nào nữa vậy? Dạ, béo không? Sao bắp không mấy chú? Chú ăn được sao bắp không? Có ai ăn được sao bắp không? Ngon lắm nè. Sáng ăn chị bao tử. Sao bắp ăn đi. Ngon không? Ngon anh chú. Ngon, ngon, ngon. Bữa nay đồng bọn kêu nó đi không mà ăn đi. Rồi. Rồi 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 có luôn. Mua ăn thử một bữa mà quần đấu rồi. Rồi ba đứng đây đi bà ba. Mua đi. Rồi gì ngon mà kiếm đâu. Hết rồi. Mà kiếm còn không có đâu. 5.000 rồi. Cảm ơn nghe bạn. Rồi có sẵn luôn hả? Rồi cảm ơn luôn. Cái này mình đem theo mình đựng muối. Đồng bọn để đám đó. Dạ. Rồi, vậy như hả? Là nghỉ bán bữa vậy chị. Vậy là đám đây có một cái dính. Nói chuyện thoại chưa? Rồi, rồi hả? Không phải nói thôi. Đám bằng từng của má không có lãnh. Ta ra lệnh rồi, nó không cho lãnh. Không cho đi nấu đám nè. Im, rồi. Rồi bà ba sao cùng? Thôi giờ nghỉ nha. Ừ. Nghỉ bán. Đem về cho nhà. Không bán sổ. Sáng để không thôi. Nha. Cảm ơn bà ba nhiều. Thôi mấy ngựa nó đói à. Trời bà Sáu lên mua mình bán nữa. Ơi để đừng để đây đưa nguyên thùng đây. Rồi còn đâu nữa đưa. Sôi bắp đi chưa? Sôi bắp đi. Sôi bắp vậy? Hả? Sôi bắp. Ừ bác có 5.000 liền. Ừ. Ủa, mà. Ăn gói 5.000 nữa phải ơi. Còn có 10 tỷ không à? 10 tỷ đổi luôn cho đem. Đổi luôn. Đều mới biết, bố gửi mới biết. Nhưng mà chưa biết sao đổi. Nói chứ khách hàng là thượng đế cả nhà ơi, mình phải chiều lòng khách hàng. Để mười mốt khách hàng giận. Giận là nghỉ bán được. Rồi, 67. 60 tiền khối nghe. Đâu nãy giờ có lấy tiền khối không? Ở dưới còn ở đây còn thiếu 50. 50 nữa. Vậy đó đưa vô 50 nữa không? Như đưa 10.000 đi là tiền khối. Ủa đây nữa nè. Đó là tiền khối đó. Tiền khối đó, lấy nhiêu rồi? 4, 5. Thì 5 vậy về đưa đây, đưa qua đây 6 đi rồi là khỏi nữa, tôi đưa lại bà Tư vậy đó. Bà Tư đưa tôi 60 tiền thối thì tôi còn thiếu 50. Bây giờ đưa 50 gì nè. Này là đủ hết, ờ đúng rồi. Vậy là 170.000. Là đó nhiều hết. Nhiều quá. Vậy tôi buổi trả sáng cho. À, bán cái mâm sao bắp đó. Dự định là sẽ đẩy lên tới lên trên nhưng mà mình đẩy lên xuống này tới đẩy xuống kia là hết trơn rồi. Nó đã không ơi. Kịp. Trời ơi mưa gió. Quá trời luôn. Thì cũng cảm ơn tất cả mọi người, cũng cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng quan tâm và theo dõi video. Giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye cả nhà.